hôm nay cô Thủy sẽ hướng dẫn các bạn món làm kem thanh long. Mời các bạn vào bếp cùng cô Thủy. Bước đầu tiên khi các bạn làm nguyên liệu đó là các bạn cho sữa tươi vào, các bạn cho whipping cream, sau đó nữa thì cho đường gluco vào. Chúng ta bật bếp. Em giúp cô chứng bước. Bật bếp chúng ta đun ở mức nhỏ nhất. Nhiệt độ hỗn hợp kem của chúng ta đã được 70 độ và trứng chúng ta đã đánh xong. Trứng chúng ta đánh hỗn mịn các bạn ạ. Đấy, và nhiệt độ kem chúng ta đã được 70 độ. Chúng ta đổ hỗn hợp trứng vào kem. Đều.
khi chúng ta cho hỗn hợp trứng vào kem, hỗn hợp kem thì chúng ta đã nhiệt độ độ đã đủ và chúng ta thấy nó có một cái làn khói mong manh ở nhiệt độ 70 đến 80 độ C, lúc này là đã được. Và chúng ta tắt bếp. Sau khi tắt bếp, chúng ta bắt hỗn hợp kem xuống và cứ như thế là chúng ta sẽ sơ đều. Sơ đều đến khi nào nó nguội. Chúng ta không nên là cho vào để hạ nhiệt nhanh bằng cách là cho đá hoặc là ngâm nước, như thế là nó sẽ bị sốc nhiệt. Như các bạn thấy đó, chúng ta đi nắng về mà chúng ta mà cứ tắm ngay là nó cũng dẫn đến bị cảm. Thế thì chúng ta ở bên làm kem cũng vậy các bạn. Thế chúng ta sẽ để cho từ từ hạ nhiệt, sau đó là chúng ta quay kem. Chứ nếu như chúng ta quay kem bằng cách hạ nhiệt độ một cách đột xuất thì nó sẽ bị sốc nhiệt. Thì sau khi sốc nhiệt thì sẽ như thế nào? Thì kem của chúng ta nó không còn mịn nữa và cũng không còn có cái độ dinh dưỡng của nó nữa các bạn. Các bạn thấy không? Thế là toàn bộ là nguyên liệu cô đã giới thiệu với các bạn. Toàn bộ nguyên liệu và cách nấu nguyên liệu để làm hỗn hợp kem. Thế rất là dễ phải không các bạn? Chỉ cần chúng ta có niềm đam mê thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều những món kem. Không phải chỉ món kem Thanh Long mà chúng ta còn làm được rất rất nhiều những loại kem khác nữa. Bằng tất cả những cái cơ bản mà cô đã chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể làm cho gia đình rất nhiều những món kem ưa thích và gia đình các bạn muốn. Trong khi đợi hỗn hợp nguội hoàn toàn thì chúng ta sẽ xay Thanh Long. Khi chúng ta sẽ xay kem xong thì chúng ta sẽ cho sữa tươi vào xay cùng. Của chúng ta đã nguội, chúng ta đổ Thanh Long đã xay. Chúng ta sơ đều.
thành một cái màu rất đẹp các bạn ạ, đẹp vô cùng luôn. Nhìn này, đó là một màu hồng rất là yêu thương phải không các bạn? Nhìn là đã muốn ăn rồi. Đó, sau đó là chúng ta cho vào cố quay. Chúng ta sẽ cho cái vàng vào trước. Chúng ta
về nguyên liệu thì chúng ta là giá thành cốt là rất là rẻ và như ý. Buổi làm kem Thanh Long tôi giới thiệu đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn vào video lần sau.